Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Lúc nãy sau của trận Tống Kim là ạc giỏ da này là top 4 anh em. Top 3 chứ, ạc giỏ da này top 3. Đồ. Ạc giỏ da là top 3, lúc nãy Khải tưởng là đường môn. Mà hiện tại bây giờ là ạc này là trời ơi, cái băng bóng anh em. Ôi. Trời ơi, một sự hơn cái bóng đẹp quá anh em. Cái bóng này băng sắt 94 nữa, đạt mốc cuối cùng của băng sát luôn, đẹp luôn anh em. Rất tiếc cái bóng này chỉ top 30. Băng sát 90, kháng hỏa 22 chỉ đạt mốc 70 73 mà thôi. Cây bóng này chỉ đạt mốc 73 băng sát mà thôi. Sát thương 89. Trời ơi. Cái bóng này gọi dạng như match pin của server anh em, cái bóng này bèo lắm mà 5 đến 7 triệu anh em. Cái bóng này nói thiệt nếu mà tầm giá bây giờ thì còn cây bóng này bèo lắm phải 7 triệu, khả nghĩ cái bóng này bèo lắm phải 7 triệu. Thiệt tình thì nó tầm 5 đến 7 triệu không biết là như thế nào, nhưng mà khả nghĩ là hồi đầu những cái bóng này 7 8 triệu một cây lận nè. Rồi tiếp tục. Sở hữu một set đồng bang Hồng Mỹ 19 6 29 27 155. Khán cả 3. Ồ thiếu cái nhẫn thủy Hồng Mỹ nữa là full bộ Hồng Mỹ rồi. Anh em xem sơ qua. 3 2 6 1 5 5 27. Đây Hồng Mỹ này, đây Hồng Mỹ này, khán giả 3. Còn cái này thường, rất đáng tiếc. Cái này thêm một cái Hồng Mỹ thủy nữa là full phổ Hồng Mỹ rồi. Bộ Hồng Mỹ này thì xét đồng bang anh em cũng biết rồi. Xét đồng bang mà xét đồng bang thường thì nó dao động từ 10 đến 13 triệu, 15 triệu một bộ. Tầm này bộ thường nha, bộ thường mà mát này nó khoảng tầm 10 12 đến 15 triệu một bộ. Còn bộ này bọn Hồng Mỹ anh em, Hồng Mỹ cũng khá là tương đối. Bộ này Hồng Mỹ khá là tương đối, cũng dạng như tương đối gần mát rồi đó anh em. Bộ này khả nghĩ phải bèo lắm phải hơn 15 đến 20 triệu bộ này anh em. Bộ này bèo lắm phải 15 20 triệu bộ này ấy. Nếu mà thiệt tình em mua thì tùy giá mọi người thôi. Có người thì lại thích mua 15 16, có người là thích mua 18 đó. Tại vì đồ mà anh em, đồ thì giá trị của mỗi người tự biết thôi. Ai thích thì mua giá nó cao thôi, còn ai không thích thì mua giá nó chung chung đó. Còn bộ này khả nghĩ nó phải bèo lắm phải 15 đến 20 triệu bộ này ấy. Bóng thì khá là đẹp. 30 90 22 989 rồi tiếp tục một cái nón 20-40. Nón 40 làm chậm quá đẹp. 40 làm chậm thân pháp 10 này, cái băng bóng nè. 20-40 sức lực. Cái nón này bèo lắm phải 4 triệu. Khải nghĩ cái nón này bèo lắm phải 4 triệu Việt Nam đồng mới được mới mua được nổi nó. Bọc tay 14-40 khá đẹp nha. Bọc tay này bèo lắm cũng 1 triệu, 1 triệu hơn nè. Khải nghĩ bọc tay này bèo lắm phải 1 triệu, 1 triệu hơn cái bọc tay này. 14-40. Đai lưng, wow, đai lưng kim quang. Đai lưng kim quang Khải nghĩ là bèo lắm phải nó phải 15, hơn 15 triệu anh em. Đó. Đai lưng kim quang 25-40, sinh khí 19, sinh lực 1 lực và phục hồi sinh lực 6 điểm. Những cái món kim quang thì anh em cũng biết rồi. Thường thường là đua top nó mới ra nha anh em. Đua top băng hội hoặc là đua top cá nhân này nọ nó mới ra nha anh em. Đó. Và ít nhất đỡ đấu được hoặc là đỡ mua được cái món này Khải nghĩ bèo lắm phải 15 triệu. Một cái áo 40-40 19 kháng hỏa sinh lực 1 lực. Áo này thì trên dưới cũng sắp xỉ, khả nghĩ áo này bèo lắm phải 1 triệu Việt đồng. Áo này khoảng 15 kim. Đôi giày 29 25-40 sinh lực 37. Đôi giày này khả nghĩ cũng khá là ok. Tóc thì chưa được đẹp cho lắm, nhưng mà cái này gọi là đẹp rồi nè. Đôi giày này trên dưới cũng phải 1 triệu đôi giày này. Ít nhất phải 1 triệu đôi giày này. Rồi được, khả nghĩ rồi. Sở hữu một con ngựa thối phiến tay vật bồn tiêu. Bồn tiêu kháng cảm 1 nè. Bồn tiêu kháng cảm 1 thì con này thì như trước băng khải đấu giá thì con này nó phải nằm bèo lắm phải 8 triệu con này. 8 triệu đến 10 triệu con này. Thôi giờ 8 triệu nè. Cái bóng này 7 triệu đi. Cái bóng này khả nghĩ 6 triệu đi. 8 triệu ra là 6 14. 14 như này cho 14 như này cho 16 đi. Xét đăng bang 16 triệu đi. 30. Đó, 30 triệu. Rai lưng này khoảng 15 là 45. 45 là cái nón này 4 triệu. Bàn tay này 1 triệu đi, 50. Nói chung là set đồ này trên dưới khoảng 50 triệu anh em. Set đồ này chưa tính nạc nha mọi người. Chưa tính nạc nha anh em. Và đây hiện tại đang sở hữu mình kỹ năng có một cấp từ cái vi phong và hai cấp từ càng khôn, thì này đang có cho mình ba kỹ năng cũng có. Đó. Như anh em cũng thấy thì 40 chậm này. 40 chậm là 80 này. Và 40 chón này. 40 chón thì 80 chậm 80 chón nè. Đặt móc 80 chậm 80 chón và 40 thì cũng đọc. Đó. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho cao thủ và giao một like chia sẻ cũng như video Khải một like chia sẻ nè em ơi.